Dịch COVID-19 trở lại đã khiến người dân hạn chế ra ngoài nhiều hơn, do đó thì nhu cầu karaoke tại gia cũng tăng mạnh. Nhiều thiết bị như loa âm ly, mic hát karaoke cháy hàng ngay từ đầu năm. Theo chia sẻ của một chủ cửa hàng bán đồ điện tử ở Hà Nội thì từ ngày dịch COVID-19 bùng phát, lượng khách đến cửa hàng mua dàn karaoke lắp đặt ở nhà tăng chóng mặt. Các mặt hàng được khách ưa chuộng là những dàn hát karaoke tại gia, loa kéo, micro Bluetooth. Hiện nay, thay vì chọn những dàn hát to, cồng kềnh, người tiêu dùng có xu hướng chọn loa kéo, micro hát Bluetooth bởi chúng nhỏ gọn, tiện lợi, có thể mang sách đi mọi lúc mọi nơi, không tốn diện tích đặt để. Hơn nữa thì các thiết bị này có âm thanh không thua kém gì những bộ hát karaoke tại gia xịn. Ngoài bán trực tiếp ở cửa hàng, nhiều cửa hàng còn đẩy mạnh bán trên mạng, sàn thương mại điện tử, vận chuyển và lắp đặt tại nhà nên doanh số đầu năm khá ổn. Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, thì trong thời gian nghỉ Tết Tân Sửu năm 2021, 7 ngày từ mùng 10 đến 16 tháng 2 năm 2021, cả nước có 960 doanh nghiệp tham gia xuất nhập khẩu hàng hóa, tăng 363 doanh nghiệp so với dịp Tết Canh Tý năm 2020. Tổng số tờ khai thực hiện là 10.300, tổng trị giá hàng hóa xuất nhập khẩu của cả nước đạt 1,67 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh 53% so với dịp Tết Canh Tý năm 2020. Trong đó thì xuất khẩu hàng hóa đạt 0,73 tỷ đô la Mỹ, chiếm 44% tổng giá trị xuất nhập khẩu, và nhập khẩu hàng hóa đạt 0,94 tỷ đô la Mỹ, chiếm 56% tổng giá trị xuất nhập khẩu. Tăng mạnh cả về kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu so với Tết Canh Tý 2020. Theo Bộ Công Thương thì dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành phố ngay trong giai đoạn gần Tết đã ảnh hưởng đến việc tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại và mua sắm Tết của người dân. Tại các chợ truyền thống, mặc dù hàng hóa được cung ứng khá dồi dào, đa dạng, nhưng sức mua không tăng mạnh như các năm trước. Giá hàng hóa không có nhiều biến động. Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, mức giá được giữ ổn định. Thị trường nhìn chung không có hiện tượng thiếu hàng sốt giá, kể cả tại những khu vực cách ly do dịch bệnh COVID-19. Theo thống kê của Bộ Công Thương, thì nhìn chung sức mua tổng thể của cả nước dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 chỉ tăng 7-10% so với cùng kỳ năm 2020. Đáng chú ý là do ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc mua bán trực tuyến được nhiều người tiêu dùng lựa chọn.